À, Dương Trung Hiếu xin chào quý cô chú, quý anh chị và các bạn kính mến nha. Hơi ồn chút, cho phép mình lên trên đây để mình giao lưu với các bạn chút xíu. Tại vì hiện nay nhà kế bên họ đang cắt cỏ. Thôi xin phép mình leo lên trên nha. Thưa quý vị, hiện nay là cái lúc mà Covid-19 đang rất là khổ sở cho mọi người. Và trong lúc này thì mình cũng biết là mọi người cũng đang rất là khó khăn về vấn đề tiền bạc. Mình biết lúc này mọi người rất khó khăn về vấn đề tiền bạc, bởi vì Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ vẫn chưa có thông qua những cái thỏa thuận gì cả, chưa có thống nhất với nhau để mà giải quyết vấn đề trợ giúp cho người dân trong lúc Covid-19 này, như là tiền 1.200 cũng như là tiền trợ cấp thất nghiệp chẳng hạn. Thì hiện nay ở bên Mỹ này nó xuất hiện thêm những cái trò lừa gạt mới. Thì đại khái hôm nay tôi đã nhận được những cái tin nhắn mà lừa gạt như thế này nè các bạn, để nói cho mọi người cùng coi như là rút kinh nghiệm để mà không bị dính chưởng của tụi nó nha. Nó có hai chiêu bài. Chiêu bài thứ nhất là nó gửi tiền thưởng cho mình. Nó nói là mình được trúng thưởng cái gì đó, bao nhiêu tiền. Nó nói mình được trúng thưởng tiền trị giá khoảng cỡ 800, có người thì 1.500. Nó đưa tin nhắn lên điện thoại, biết sao nó mò hay lắm. Đưa tin nhắn lên điện thoại rồi nó dẫn tới cho mình cái đường link. Nó kêu mình nhấp vô. Khi mà nhấp vô đó, rồi mình nó kêu cầu mình điền hết tất cả thông tin cá nhân của mình. Nó nói điền hết đi rồi nó sẽ gửi cho mình một cái thẻ credit về nhà, cho mình tiền. Thì nó làm cái form cũng chuẩn lắm. Nào là họ tên, địa chỉ, rồi driver license nha. Rồi số social, cái là số an sinh xã hội đó, nó gửi hết, nó kêu mình phải làm hết cho nó, gửi cho nó rồi nó sẽ gửi tiền. Nhưng mà các bạn nên nhớ, đó là chiêu lừa đảo. Không có ai tự nhiên mà cho các bạn 800, 500, 2.000, 2.500 gì đâu, nên chớ có làm. Đó là chiêu thứ nhất. Chiêu thứ hai đó là nó chơi vậy nữa các bạn. Nó giả hàng đóng những cái tin nhắn khác nhau, và nó gửi cho mình lúc thì ngân hàng coi như là American Bank, rồi ngân hàng US Bank, rồi ngân hàng Wells Fargo, nói chung là những ngân hàng lớn đó mà. Nó nói mình đó là tài khoản mình là có vấn đề, có problem. Rồi xin chào chị Phở Nguyên nha, hiện nay là bên Minnesota xuất hiện cái vụ này nè. Nó gửi cái tin nhắn cho cái đường link, nó nói mình đó là do vấn đề bảo mật cho nên nó yêu cầu mình là sign in username password vô tài khoản ngân hàng. Rồi sau đó là nó bắt mình phải cung cấp một số các cái thông tin như là họ tên, địa chỉ, điện thoại, rồi số nhà, rồi social, driver license, để nó nói mình là phải verify thông tin, nếu không là tài khoản mình sẽ bị lock, tá lả hết trơn á. Cho nên là chớ làm điều đó. Các bạn đừng có nên làm những thông tin như vậy. Bởi vì những cái đó là nó giả hết, mà nó ghê nha, nó lấy luôn cái logo của ngân hàng đó, nó gắn vô chưa. Nhưng mà nhìn cái website á, là mình biết là nó tào lao liền. Hết sức cẩn thận dùm em. Đây là những cái chiêu lường gạt mới, bởi vì nó biết người dân bây giờ đang rất là khổ sở về tiền bạc, đang rất cần tiền, cho nên nó dùng hai chiêu đó. Một là nó đánh vô cái tâm lý của người ta, sợ là ngân hàng bị vấn đề gì, mà bây giờ ra ngân hàng cũng khó lắm. Ra ngân hàng bây giờ là phải lấy hẹn đó, chứ không có giỡn đâu, không phải muốn ra lúc nào ra. Cho nên là nếu mà tài khoản ngân hàng bị lock thì giao dịch bị kẹt, không trả bill trả bồng được, không này nọ, thì người ta sợ. Cho nên người ta phải verify nó. Như vậy là dính chưởng nó liền. Chứ cái thứ hai á, họ đang đuối tiền đây nè. Bữa nay là thứ tư rồi, coi như là nguyên tuần này là hẻo rồi đó. Mọi người đâu có được trợ cấp thêm $600, cho nên mọi người đang hẻo. Cho nên là nghe nói là nó gửi tiền cho mình, cho tiền thưởng này nọ, là mình thấy mình mừng. Cho nên mình điền thông tin để mình cầu may là chết chắc các bạn. Dính chưởng nó liền đó. Thì ngày hôm nay bản thân của em nhận được một tin nhắn có liên quan tới tiền, coi như nó cho, nó nói là tiền bonus. Nó cũng mạo danh ngân hàng, nó tiền bonus. Rồi bà xã em thì nhận được cái tin khác, nó kêu là tài khoản bị lock rồi, cho nên là phải verify nó để mà nó cấp lại. Thì tôi nghĩ tôi mà nhận được thì chắc nhiều người khác cũng nhận được thôi. Chắc nhiều người sẽ nhận được cái tin này. Do vậy thì các bạn nên cẩn thận. Và một trong những cái mà quý vị cần đó là gì? Là thường xuyên đổi password. Thứ hai là đừng có lưu tài khoản ngân hàng
username password của mình trong máy tính, mỗi lần đăng nhập là đừng có lưu nha, chứ lưu lại mất công hacker nó nhập vô là chết. Dạ chào cô Nga Nguyễn nha. Rồi cái nữa là bạn nên xác minh hai lớp khi mà đăng nhập tài khoản, lúc nào đăng nhập thì nó phải hỏi mình là phải xác minh qua tin nhắn một cái mã code, như vậy cho nó yên tâm, dù cho có chuyện gì nữa thì tài khoản mình sẽ không bị thiên hạ đánh cắp, nó rất là nguy hiểm, cẩn thận cái thông tin này giùm em. Hôm nay là có hai thông tin đó, mà tôi nghĩ chắc ở Mỹ thôi, chứ ở nước ngoài Việt Nam thì chắc hơi là khó. Ở Mỹ thì người ta hay bị lừa gạt bởi cái vụ này. Có chuyện gì thì ra ngân hàng nói cũng xong, nhưng mà nó phiền, tại vì bây giờ đó, ra ngoài đó đó mà gặp ngân hàng cũng căng lắm các bạn, khó khăn lắm. Tại vì giống như ngày hôm qua này, em có việc em ra một ngân hàng để mà làm số công chuyện, phải lấy hẹn trước. Lấy hẹn rồi tới ngày mai nó cho mình hẹn mấy ngày sau mới được đến. Tại vì bây giờ họ không có tiếp khách mà bình thường như mọi khi đâu. Những ngân hàng giao dịch căng lắm. Đó, hơi lo chỗ đó đó. Chuyện này xưa rồi ha anh. Ồ như vậy thì anh nói xưa rồi thì không biết, em mới gặp thôi. Mà bây giờ cái chuyện xưa nhưng mà nó diễn lại bây giờ thì cũng căng, cho nên có nhiều người không biết. Chắc chắn là có nhiều người không biết, và nhất là những người mới qua Mỹ định cư á, thì không biết là sẽ mệt á. Có thể đối với một cái chiêu này có thể là xưa nhưng nhiều người vẫn bị. Bạn có biết hiện nay ở Việt Nam á, một cái chiêu nó xưa lắc xưa lơ mà nó vẫn lừa được rất nhiều người. Đó là nó hack Facebook, rồi nó yêu cầu nó lấy Facebook của người đó, nó vô nó gặp hết những người thân, người quen, nó kêu là phải giúp nó bằng cách là gửi số thẻ cào điện thoại cho nó ha, rồi gửi tiền cho nó, đang kẹt tiền gì đó, đang cần gấp, mà nhiều người không chịu xác minh là không chịu kiểm tra lại kỹ là dính dưỡng. Mặc dù xưa lắc xưa lơ rồi mà vẫn có người bị dính dưỡng bình thường. Có người mất ít nhất 500-300 ngàn, có người vẫn mất vài 3 triệu. Cho nên cái chuyện này là mong quý vị hãy chia sẻ cho nhiều người biết. Nếu quý vị biết rồi, cho là xưa rồi, quý vị cũng làm ơn nói cho những người khác biết giùm em. Xưa đối với chúng ta nhưng có thể là mới đối với những người khác. Bản thân em thì bây giờ cái vụ này là lần đầu tiên em gặp nè. Lần đầu tiên em gặp là cho em phải báo thôi. Thì chắc chắn em biết lần đầu tiên thì chắc chắn sẽ có người khác cũng sẽ biết lần đầu tiên. Nhất là những người mới qua Mỹ định cư, họ sẽ không biết chuyện này đâu. Quý vị ở đây nhiều năm rồi thì quý vị có thể gặp được chuyện này. Dạ. Cho nên mọi người giúp mình một tay đi. Về báo cho người nhà mình biết là khi nhận được tin nhắn như vậy không nên tái máy. Dạ, không nên tái máy, không nên làm, không nên tin tưởng tụi nó. Việc đầu tiên khi quý vị nhận được thông tin đó, khi mà nó nói tài khoản lock gì đó, quý vị đừng có làm gì hết đó. Quý vị vô đăng nhập tài khoản mình thử coi được chưa cái đã. Được rồi thì tin nhắn nó tào lao, không thể nào bị lock được hết đó. Không có dễ gì lock tài khoản đâu. Dạ. Cho nên đây là cái chiêu mà tôi nói đồng tiền dính liền đúng ruột, mà lúc này là lúc mà nó đang đối tiền, mà bọn gian manh thì nó chỉ đánh vào cái túi tiền của mọi người lúc này thôi. Nên cẩn thận giùm em lúc này. Và tất cả các tài khoản trên mạng xã hội và những tài khoản online hiện nay nó có một chức năng là nó đều xác minh hai lớp thưa quý vị. Nó đều xác minh hai lớp. Cho nên quý vị hãy cố gắng xác minh hai lớp đi nha. Facebook cũng xác minh hai lớp nè. Google, Gmail cũng xác minh hai lớp. Kể cả là tài khoản ngân hàng cũng xác minh hai lớp luôn. Cho nên dùng cái chức năng xác minh hai lớp là tốt nhất. Nó có mã OTP đó, những cái mã mà gửi về đó thì mình điền vô thì nó tốt hơn. Đó, nó gọi là hai bước để mà xác minh. Thì nó sẽ an toàn tuyệt đối cho mình. Chứ mà mình mà cứ ỷ y là mệt lắm. Nếu như những ngày thường đó, thì nó dễ. Nếu không phải là bị dịch bệnh á, có chuyện gì thì mình chạy ngân hàng, mình báo liền ngân hàng nó sẽ giúp cho mình. Nhưng bây giờ thì căng lắm, bây giờ ra gặp ngân hàng rất là khó. Đó là điều mà tôi nói thiệt, không biết mọi người biết có bị trường hợp đó hay không. Chứ tại tiểu bang của Hiếu đang sống á, có chuyện gì ra gặp nhân viên ngân hàng hay là ra ngân hàng làm cái thủ tục này nó kia đó, phải lấy hẹn trước. Chứ không phải là muốn bước ra thì bước mà gặp liền như ngày xưa đâu, không có chuyện đó. Không biết tiểu bang của quý vị như thế nào, chứ riêng tiểu bang Minnesota, chỗ thành phố đang sống này nó hơi căng như vậy. Có lẽ đông quá hay là như thế nào đó, họ hạn chế lắm các bạn ơi. Rồi bây giờ quay về tình hình dịch bệnh Covid-19 thì cũng xin báo cho quý vị biết một cái tin khá là vui mừng. Thì hiện nay Mỹ đang chi ra 1 tỷ đô la để sản xuất 100 triệu liều vaccine
với công ty Johnson and Johnson, công ty mà phấn á, phấn em bé đó, bạn nhớ công ty đó không? Johnson and Johnson á, thì đây là một con số mà tương đối rẻ so với trước đây Mỹ đã từng trả 2 triệu mốt đô để đặt 100 liều với công ty của Pháp và công ty của Anh. Vừa rồi thì cũng tính bỏ thêm khoảng 1,9 triệu đô cho một cái công ty của Mỹ và công ty của Đức. Nhưng bây giờ thì bên phía Mỹ đã chọn được đối tác đó là Johnson & Johnson, chỉ có 1 tỷ đô la thôi. Như vậy thì mình thấy là cũng tiết kiệm được một mớ tiền. Và nếu mà không có gì thay đổi thì mình nghĩ rằng tới tháng 10 tới này, thì trong quý 4 mà, thì chắc chắn là dân Mỹ sẽ có được cái vaccine ngừa COVID-19, thì lúc đó chúng ta sẽ khỏe rồi. Thì hy vọng là như thế thôi. Rồi, cảm ơn anh Việt Nguyễn nha. Em mới bị nó lít vào ngân hàng xong nó lấy 3 tháng 4 tháng cái gì? 3 lấy 3 tháng 4 tháng 249 đồng mà em báo ngân hàng nó bồi thường cho 1 tháng. Ấy chà. Ồ. Rồi chị Phổ Nguyên nó là phải ra phải lấy hẹn, đúng rồi. Rồi thôi, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất nhiều nha. Hẹn gặp lại quý vị sau. Xin bye bye ạ. À.